Cây bút Flippy Herzoko của tờ Okezon, Indonesia, vừa đăng bài bình luận có tiêu đề Huấn luyện viên Park Hang-seo mở học viện bóng đá ở Việt Nam, huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ noi gương ở Indonesia. Bài viết này cho rằng dự án mở học viện bóng đá của huấn luyện viên Park Hang-seo có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Shin Tae-yong nên học tập người đồng nghiệp để đóng góp cho bóng đá Indonesia. Trang Okezon bình luận, huấn luyện viên Park Hang-seo đã xây dựng học viện bóng đá ở Việt Nam để trau dồi tài năng trẻ. Người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á không còn xa lạ gì với huấn luyện viên Park Hang-seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã để lại nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 trong 5 năm, từ năm 2017 đến năm 2022. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park, đội tuyển Việt Nam đã trở thành thế lực lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á. Chính ông đã dẫn tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và đưa đội tuyển tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Truyền thông Indonesia khuyên huấn luyện viên Shin nên học theo huấn luyện viên Park Hang-seo, mở học viện bóng đá tại xứ vạn đảo trong tương lai gần. Hiện nay, huấn luyện viên Park không còn dẫn tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông dường như vẫn còn rất yêu bóng đá Việt Nam. Gần đây nhất, huấn luyện viên Park đã mở học viện bóng đá mang tên mình ở Việt Nam, có trụ sở tại Hà Nội. Mục đích của dự án này là phát hiện và đào tạo thêm nhiều tài năng trẻ ở Việt Nam, là bước chuẩn bị lâu dài cho đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Park sẽ dùng mọi kinh nghiệm của mình để mài giũa những tài năng này. Hy vọng rằng chiến lược này có thể được huấn luyện viên đội tuyển Indonesia Shin Tae-yong bắt chước trong tương lai. Hiện tại, huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn đang bận rộn huấn luyện ở nhiều lứa tuổi khác nhau tại Indonesia. Những cầu thủ có sự phát triển đầy hứa hẹn đã được huấn luyện viên Shin tưởng thưởng bằng cơ hội thi đấu trong đội tuyển quốc gia.